Nature hay nguyên tắc chuẩn mực non khi nói con nương tựa pháp bảo, người ta thường dùng tiếng Dhamma. Karma, tiếng Pali là karma, dịch là nghiệp, thường được hiểu trong Anh ngữ là tốt nghiệp hay việc làm kiếp trước. Từ này rất phổ thông trong giới bói toán khi nghiên cứu về nhân quả, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, các học giả vẫn thường xài chữ karma. Nirvana, tiếng Pali là Nibbana, phiên âm là Niết Bàn hay Niết Bàn, thường được hiểu trong Anh ngữ là cảnh giới hoàn hảo về mọi thứ. Utopia, người trẻ đôi khi dùng Nirvana để chỉ cảm giác phiêu diêu hay cực phê. Khi nói về sự diệt khổ hay giải thoát tất cả hiện tượng sanh diệt thì chữ Nibbana vẫn là chuẩn. Chakra, tiếng Pali Chakra, dịch là bánh xe, luân xa hay bộ máy, thường được hiểu trong Anh ngữ theo cách nói Bài Môn, theo cách nói của Bà La Môn giáo và Phật giáo Mật tông, như những huyệt đạo trọng yếu trong thân thể. Nếu được khai mở thì thần trí con người sẽ đạt đến chỗ siêu nhiên, có phần giống như cách nói của người Trung Hoa về sự đã thông bát mạch kỳ kinh. Một số người dùng thăm má chắc cá pháp luân theo nghĩa biểu tượng giáo pháp, nhưng cách hiểu này không nhiều dù chính xác. Mantra, tiếng Pali mantra, dịch là thần chú hay chân ngôn. Trong Anh ngữ, chữ này thường hiểu như một nguyên tắc cần lặp đi lặp lại, cũng có khi được hiểu là tiêu ngữ hoặc khẩu hiệu tuyên truyền. Chữ mang tá của Pali gần như hoàn toàn không ai sử dụng trên bình diện đại chúng. Mudra, tiếng Pali Buddha, dịch là thủ ấn hay ấn quyết. Trong Anh ngữ thường được hiểu là biểu tượng của nghệ thuật, nhưng càng ngày người ta càng nghiêng về ý nghĩa biểu tượng thần bí do ảnh hưởng của văn hóa Tây Tạng ở phương Tây. Chữ Buddha trong tiếng Pali không được nhiều trong văn hóa đại chúng. Người Việt rất tình cực, cũng có phần giống người Anh khi nghiên cứu kinh điển Pali. Từ gốc là tiếp Pali mà chuyển ngữ dùng chữ Hán vốn là y cứ phần lớn các bản kinh Sanskrit, nên rất thường xảy ra chuyện học một đàn nói một nẻo. Trẻ con đã đọc xong phần Pali vui để học. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thường tập đề sư giảng dạy ngày hôm nay. Em Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay trong cái phần Pali Vu Điển học, chúng ta cũng không có gì để nói, bởi vì nếu mà làm cái sự so sánh giữa các cái từ Pali tương đương với từ Sanskrit thì chúng ta cũng không phải là chỉ có
bao nhiêu từ đó mà ta còn có rất nhiều những cái từ Pali. Mình đã có cái nguồn gốc cái từ tiếng Sanskrit, ở đây chúng ta chỉ nêu một vài từ trưng tiêu biểu và mỗi một từ như vậy đó, chúng ta phải tùy theo ngữ cảnh để mà chúng ta dịch. Chứ chúng ta không có thể lấy đơn mà chúng ta dịch được, ngoại trừ ra những cái tiếng như chữ Dhamma là pháp, hay chữ Kamma là nghiệp. Nhưng mà ở trong cái bản kinh của chúng ta, cái bản đánh máy không biết là có sửa hay không, quý vị cái chữ karma, chữ karma với cái chữ Pali là chữ kamma, tại sao ở trong cái bản kinh, cái bản đánh máy hai chữ này giống nhau vậy? Sao chữ Pali là cái chữ kamma? Phải. Rồi cái chữ Nibbana, hôm trước chúng ta đã học chữ này nói kỹ, còn chữ Chakka là bánh xe. Từ người chữ Sanskrit, chữ chakra chúng ta cũng đã, cái này chúng ta tra từ điển thì chúng ta biết liền, đây cái tiếng Sanskrit đã có từ lâu đời mà chúng ta cũng không biết xuất xứ ở đâu, nhưng mà cái chữ cái tiếng Pali là của loại ngôn ngữ
ở cái xứ Magadha. Xứ Magadha chúng ta dịch là xứ Ma Kiệt Đà. Và cái ngôn ngữ Magadha, Magadhi, Magadhi, tên của cái xứ là chữ Magadha, đoạn âm không, nhưng mà khi biến thành cái chữ, cái ngôn ngữ Magadha đó, thì ở phía sau nó có thêm, nó có đổi cái tiếp vị ngữ là chữ ni, n chấm, inna chấm. Và ở phía trước là cái chữ trường âm Magadhi. Thì bây giờ đó, khi mà người ta nghiên cứu về cái điển Phật giáo còn lưu truyền rộng rãi là kinh điển Pali còn đầy đủ tam tạng bằng tiếng Pali, tiếng Magadhi. Còn mà nếu nghiên cứu về Phật giáo nhưng mà nghiên cứu bằng cái ngôn ngữ Sanskrit nè, hoặc là Tạng ngữ, nghiên cứu về Tạng ngữ tức là chữ Tây Tạng, thì không còn cái số lượng bao nhiêu kinh điển, chỉ còn có một vài bài kinh thôi, chứ không có đủ hết. Và vì cái tiếng Sanskrit mà viết ngôn ngữ kinh điển Phật giáo, viết bằng cái ngôn ngữ Sanskrit, nó khó đọc, khó hiểu, thưa quý vị, khó đọc khó hiểu tối nghĩa. Cho nên ở trong Chula Vakka của Lục Tạng có trích dẫn cái lời của Đức Phật, ngài dạy, ngài nhắc chở các vị tỳ kheo đệ tử ngài đi sau này đi hoằng pháp truyền bá giáo pháp bằng cái ngôn ngữ gọi là Mula Phasa Magadhi, là cái ngôn ngữ gốc là lấy tiếng Magadhi chứ không có sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Sanskrit. Và chữ Sanskrit với cái chữ, cái Tạng ngữ của chữ Tây Tạng nó cũng khó, khó học lắm thưa quý vị, nó khó hiểu. Cho nên khi ở cái trường Đại học Phật giáo Việt Nam, ở trên Học viện Vạn Hạnh, có cái môn cổ ngữ thuộc về Sanskrit và Tạng ngữ, nhưng mà cũng không có mấy người học, dần dần người bỏ đi, dần dần bỏ. Cái cổ ngữ Pali thì còn kéo dài, cổ ngữ Pali chữ Magadhi thì học kéo dài, mặc dù nó không phải là một sinh ngữ, mặc dù nó được đóng khung là bởi vì cái chữ Pali là ghi chép kinh điển Phật ngôn,
được đóng khung, không có xài ra bên ngoài quần chúng bây giờ. Nhưng mà cũng may mắn là cái chữ Pali là được viết theo 7 cái loại ký tự, 7 loại ký tự và thống nhất với nhau về cái ngữ pháp. Cho nên người ta nghiên cứu kinh điển Phật giáo Tam Tạng, Tipitaka, ta nghiên cứu thể mà thuận ở cái ngôn ngữ nào thì lấy theo ngôn ngữ đó. Thí dụ người biết về Pali Miến thì xài Pali Miến, biết về chữ Tích thì xài Pali Tích, biết về cái chữ Thái thì xài Pali Thái, biết về cái chữ Campuchia thì xài Pali Campuchia hay Pali Lào. Nhưng Pali Lào thì kinh điển Lào nó cũng không có nổi tiếng lắm ở Phật giáo xứ Lào, mặc dù cũng là cái xứ Phật giáo Theravada, nhưng mà cũng không có mấy vị giỏi cho nên cũng ít có nghiên cứu. Còn cái chữ Sanskrit thì nó lấy theo cái một cái ký tự Devanagari, tức là giống như chữ Hindu. Chữ Hindu là chữ Ấn Độ nhưng mà chữ đó nếu mà phiên âm ra, chỉ phiên âm có một loại là chữ Latin thôi, nhưng mà phiên âm mà tạm vậy chứ cái cách đọc đó thì đọc không có giống, không có giống cái gốc. Còn tiếng Pali được may mắn hay là dầu cho được viết ra bằng 7 cái loại ký tự Ấn, Miến, Tích, Thái, Campuchia, Lào và Roman. Nhưng mà khi mà học văn phạm thì cái cách trình bày về Atharvati, tức là cái phương thức dùng mẫu tự thì vẫn có nguyên âm, trường nguyên âm, đoạn nguyên âm, vân vân. Rồi những phụ âm nó chia làm 5 bọn và 8 chữ ngoại bọn, cách phát âm như thế nào thì nó cũng chỉ lâu lâu cũng có một vài cái phổ âm nó bị lệch một chút xíu, nhưng mà cái điều đó cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì cho nên chư tăng ở các xứ, chư tăng năm tông ở các xứ khi mà hợp nhau lại, các vị vẫn tụng kinh giống nhau, tụng kinh chung với nhau được. Thật ra cái chữ đó thì nó không có mất. Bây giờ khi mà chúng ta học đó, thì thật ra chúng ta cũng không có riêng về đối với người cư sĩ thì chúng ta cũng không có cần thiết để chúng ta so sánh giữa Pali với chữ Sanskrit. Pali Sanskrit chúng ta cũng không có cần thiết đối với người cư sĩ. Còn đối với các vị tu sĩ Phật giáo đó, thì vì dịch kinh điển có đôi khi nếu mà trong cái từ điển
mình ta, người ta có dẫn chứng thêm cái nguồn gốc của chữ Sanskrit. Chúng ta tìm hiểu thêm ý nghĩa chữ Sanskrit để chúng ta lấy cái ý nghĩa đó xài cho cái chữ Vali. Nhưng có một số ý nghĩa xài được, còn số ý nghĩa thì xài cũng không được. Còn về vấn đề phiên âm đó thưa quý vị, bởi vì trong kinh điển của Việt Nam á, thì đa phần kinh điển Phật giáo thì lấy từ Hán Tạng. Hán Tạng là tạo âm từ chữ Sanskrit ra, cho nên mượn mà xài như vậy. Nhưng mà đến khi Phật giáo Nam truyền ở Việt Nam mà xài kinh điển Pali đó, thì chúng ta âm một đường mà chữ thì một nẻo, chữ một đường mà khi âm là một nẻo. Như chữ Đạt Ma, đúng là chữ Đạt Ma đó, đó là phiên âm của cái chữ Dharma, cái Sanskrit. Nhưng mà khi nói đến Đạt Ma là gì, thì người mà xài kinh điển Nam truyền thì nói ở cái chữ là chữ Dhamma, Dhamma. Cũng như ở kinh điển Bắc truyền thì gọi là tác pháp kiết ma, chữ kiết ma đó, kiết ma hay yết ma, thì là chữ karma. Mặc dù xài như vậy thì cũng nói yết ma hay là kiết ma, nhưng mà đến chừng xài chữ Pali thì phải xài chữ karma thôi. Thật ra chữ karma khỏi cần phải phi âm, bởi nhớ dễ đọc quá. Chữ tập hợp má hay là chữ karma thì dễ đọc, cho nên không có cần đọc âm. Mà nếu có đọc âm thì mượn mà xài. Còn chữ Dipana, âm là Niết Bàn, thì xài thường sau này cái chữ Pali Dipana thì xài chữ Niết Bàn vậy đó. Chỉ có cái chữ chắc cá thì gọi còn phi âm. Chắc cá tiếng Sanskrit gọi là chakra, khỏi còn phi âm cái chữ đó. Một vài chữ ở trong kinh tụng Pali đó thì cũng xài như chữ mantra, mà trong tiếng Pali gọi là mantra, thì nhiều khi cũng xài dễ thôi. Yatha yatra tatha tatra dễ xài cũng được, cũng chung với nhau không có gì. Thì ở đây đó thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến mấy cái chữ này để làm. Chúng ta chỉ biết sơ qua để sau này khi mà chúng ta có nghiên cứu về kinh điển thì chúng ta nhớ là phổ thông nhất ở trong kinh điển Phật giáo mà bắt nguồn từ Ấn Độ là phải xài tiếng Marathi, mà chúng ta gọi là Pali, chúng ta gọi là thì đó là cái phần mà Bali vừa đi học. Chúng tôi xin trình bày đại khái cho quý vị nghe vậy. Bây giờ chúng ta
bước qua cái phần Pali Nghi thức nhật hành. Ở trong cái bài kinh Chulamangkala Chakkavala Gatha đó, ở đây dịch là kinh Cát Tường Pháp Giới. Chakkavala là tên thế giới Ta Bà, thế giới Ta Bà. Còn chữ Mangkala là Cát Tường. Cái bài kinh này cũng các vị sư thường hay tụng để mà phúc chúc cho Phật tử trong những cái lễ khánh hỷ. Thì ở đây nguyện nhờ quy lực chung Sakkaputtha được pha về đó. Chữ Sakkaputtha là chư Phật, Anuppa quá, Anuppa về đó là do nhờ quay lực, do nhờ quay lực. Sapatthama được pha về đó là chữ Sapatthama và chữ Anuppa về đó. Sapasangkha được pha về đó tức là Sapasangkha và Anuppa quá, Anuppa về đó. Do nhờ quy lực của giáo pháp của tăng chúng. Buddha Ratanam, Dhamma Ratanam, Sangha Ratanam. Ba cái từ đó, ba cụm từ đó là để chỉ cho tinh năng Ratana năng là của Tam Bảo. Anh Anuppa về đó là do nhờ cơ quan đức của Tam Bảo. Tam Bảo đây là Buddha Ratana Phật Bảo, Dhamma Ratana là Pháp Bảo, Sangha Ratana là Tăng Bảo. Turasi tisahas thamakantha được pha về nữa là nhờ cái quay đức của 84.000 pháp môn. Chữ Chaturasi tisahas là 84.000, 84.000. Ở trong tiếng Pali cái con số, số chữ đó, thưa quý vị, chữ số. Khi mà chữ số ghép thì chúng ta phải biết cách. Thí dụ như chữ sa hát sát đứng ở phía sau, chữ hát sát sát là 1.000. Chatura si tí, Chatura Siti là 84. Chúng ta không phải dịch là 1.000, không phải vậy. Mà cái này chúng ta phải nhân, phải nhân lên. Sahasa 1.000 nhân cho 84 thì là 84.000. Khi chúng ta thấy những con số đứng liền liền với nhau vậy đó thì chúng ta phải thành con số nhân. Còn nếu mà có lẻ đó thì lẻ từ 99 trở xuống 1 đó thì chúng ta xài cái chữ Uttara. Còn
Còn nếu như mà lẽ từ 100 trở lên đó, thí dụ như 1000, 100 thì chúng ta phải nói Sata Thiết Cát Sát là 1100 hay là 1100. Còn nếu mà để Chaturasi Thiết Sản Sát thì chúng ta phải nói là 1.084.000 lần, 84.000. Chừng nào mà người ta biết Chaturasiyuttara Sahasra thì chúng ta mới nói là 1084. Ở trong cái môn học phản ngữ của chúng ta, phản ngữ Pali đó, thì cho đến hôm nay chắc có lẽ là đây có bữa nay chúng ta học tới bài mấy, chúng ta học tới bài 23 rồi, không biết là cho đến bao giờ chúng ta mới có thể học những con số, học những số và cách dùng những con số hay cách lập thành những con số cũng là vấn đề khó cho chúng ta nè. Cái câu kế tiếp Vitakka, Vitakkataya, Vitakkataya được pha về nó, được pha về nó thì chúng ta biết là do nhờ quay lực. Còn Vitakka là tạng, mà Taya ở đây là chữ tí mà ra, tí là ba. Vitakkataya tức là tam tạng, là do nhờ quý đức của tam tạng, kinh tạng, luật tạng, thắng pháp tạng. Và câu cuối cùng chính nó sao ca được pha về nó, chữ a được pha về nó, cái này phải viết dính chung với nhau, chúng tôi phải viết dính chung với nhau. Ồ, cô Tình Hạnh tách một sự cái chỗ này với tất cả tài giá chứ không phải tài gia, tài giá vì mình tách ra chữ a được pha về nó ở đầu với tất cả tài giá thì chữ giá tài giá là mới là ba với tất tam tạng. Còn cái câu mà chín nó sao ca được pha về đó, chỉ chí ná là bậc chiến thắng, bậc chiến thắng ở đây là chỉ cho Đức Phật, cho nên chữ chí ná Savaka đó là đệ tử bậc chiến thắng, đệ tử bậc chiến thắng. Thì ở đây chúng ta nói nôm na để dễ hiểu là đệ tử Phật. Chữ Savaka đó, chữ Savaka, Savaka là người nghe, người chữ số căn số suna tí là nghe, u được nó biến thành ô cũng có, mà u thành âu quá cũng được, cho nên chúng ta có chữ Savana tức là sự nghe, mà sao có cá tức là người nghe mới gọi là thinh văn, chỉ cho đệ tử, chỉ cho người học trò. Chính là sao có cá tức là đệ tử đứng chiến thắng. Ở chỗ này chúng ta nói là do nhờ quy lực của chúng đệ tử Phật
Thì chúng ta nguyện bảy cái quy lực, do nhờ bảy cái quy lực đó quy đắc sanh tú sinh cho được tiêu tan. Tiêu tan cái gì? Sapiroga là tất cả tật bệnh. T là của những người ấy, hay là của người. Cái này cứ T ở đây đó, nó là số nhiều, sở thuộc cách số nhiều của chữ tâm hát, của đại danh từ tâm hát là T. Nhưng mà chúng ta nhớ tăng năng tê nê là những cái biến cách đó đó, nó không được dùng ở đầu câu, phải dùng ở giữa. Do đó cho nên thay vì nói tê sapiroga, bây giờ phải chen vô là sapiroga, là tất cả tật bệnh của người. Đúng ra chúng ta nói của người ở đây, chúng ta tưởng ngôi thứ ba, nhưng mà thật sự ngôi thứ hai. Bởi vì chư tăng đang tụng kinh cho Phật tử đang ngồi ở dưới. Tất cả tật bệnh của các ông, của các ngươi á, của các ngươi. Sapete phaya là tất cả sự lo sợ của các ngươi. Sapete antaraya, tất cả sự chướng ngại của người, tất cả sự chướng ngại của người. Sapete upadawa, tất cả sự tai họa. Hai cái chữ antaraya và upadawa, hai cái chữ đó nó gần đồng nghĩa với nhau đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái chỗ này để ý thì chúng ta, thí dụ như khi mà làm lễ Bồ Tát hay làm lễ Bát Lộ tụng giới, nếu không có 10 điều antaraya, không có 10 điều trở ngại đó, như là có người cư sĩ đến chùa đông đảo, hay là ở trong chùa có vị tỳ kheo bệnh, hoặc là ở chùa ăn cướp nó xông vào, nó khống chế chư tăng, vân vân, thì những cái đó được gọi là những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại thì Đức Phật cho phép tụng giới tóm tắt, cái đó gọi là antaraya. Còn upadawa thì nó trầm trọng hơn. Những cái tai nạn giao thông hay là tai nạn về trộm cướp rồi chẳng hạn, thì cái đó gọi là upadawa. Nhưng mà ở đây trong bản kinh không biết sao quý ngài dịch là cái sự khó chịu, không biết. Cho nên khi mà các ngài xài cái chữ tai hại rồi, thì cái chữ upadawa các ngài không biết xài chữ gì, nên xài chữ khó chịu. Còn chữ dunimitta là hiện tượng bất thường. Cái điểm xấu, những cái điểm xấu
chữ đúng và chữ niêm bích tát là điểm xấu, những cái điểm chẳng lành, điểm xấu. Còn chữ avamangala đó thì chúng ta mới gọi là bất tường, điểm chẳng lành. Nhưng mà xài tùy theo chỗ thưa quý vị. Ở đây chúng ta xài chữ sapete avamangala vinasantu là tất cả cái avamangala xài vậy. Như vậy chúng ta thường thường đó, khi mà nhà Phật tử mà ăn tân gia hay là lễ trai tăng chúc thọ cho cha mẹ, hoặc là làm lễ trai tăng để cầu phước trong gia đình, thì gọi là tụng kinh Mangala, tụng kinh Mangala. Nhưng mà ở nhà có người chết, thỉnh chư tăng đến tụng kinh, thì chư tăng tụng kinh đó là tụng một thời kinh Avamangala. Cho nên cái chữ Avamangala coi vậy chứ, có đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng lắm thưa quý vị. Đi đến mà tỉnh chư tăng về nhà, chư tăng hỏi về nhà để tụng kinh gì, nói bạch chư tăng xin thỉnh chư tăng quan hỷ về nhà chúng con để tụng kinh Mangala, Mangala Sutta, thì chư tăng sẽ biết là đi đến là tụng kinh cầu an. Còn nói bạch chư tăng xin các ngài đi đến để tụng Avamangala, thì biết là tụng kinh cầu siêu, tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà có đôi khi thưa quý vị, ít có ai mà sử dụng cái chữ tụng kinh Avamangala đó, không biết tại sao không quen xài sao. Người Khmer đó họ quen xài là ấy, mà thỉnh chư tăng đi tụng kinh Đá Ma hay gì đó thì họ chỉ nói tụng kinh Bang School là biết rồi. Thật ra chữ Bang School, chữ Bang Sukula, Bang Sukula chi vừa răng á, là bởi vì cái tục lệ hễ mà cái người chết hay cái xác chết để nằm ở đó, họ phủ lên cái miếng vải hoặc là cái quan tài mà tẩn liệm người chết, rồi người ta đậy lên đó một tấm vải, rồi chư tăng đến là tụng kinh để rút cái tấm vải mà phấn tảo đó, gọi là phấn tảo y bằng sukula chi bờ răng, tức là phấn tảo y. Hễ mà tụng kinh rút vải phấn tảo y, rút phấn tảo y thì biết là tụng kinh cho người chết. Vì vậy cho nên người ta nói thỉnh chư tăng tụng kinh bằng sukula. Người Khmer họ đọc tắt Bang School là gì? Đọc Bang School là Bang Sukula. Chứ kỳ thật thì ở đây là phải tụng kinh Avamangala. Nó có hiện vậy đó. Cho nên cái chữ ở đây thì chúng ta xài cái nghĩa Avamangala, nghĩa khác, tức là bất tường. Cái Dunivetta là cái điểm xấu, những cái điểm xấu, những cái điều bất tường. Còn động từ Vinasantu tức là nó biến mất. Nghĩ đi, cũng dễ thôi chứ, bài kinh cũng dễ, như tăng tụng hoài mỗi ngày. Cái này thì chút xíu nữa để xem coi trong chư tăng có chư tăng rồi, thỉnh chư tăng tụng cái mỗi vị tụng cái bài kinh này. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài kinh ngày hôm nay, cái đoạn Bali ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, tiếp tục thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho chư tăng hướng dẫn cho Phật tử tụng cái bài kinh này, và
Xin thỉnh Thượng Tọa giảng văn phẩm Bali cho Phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng thưa thầy sư, bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử, đây thỉnh thưa thầy sư đi nghỉ và bây giờ để thỉnh đại đức tuệ tri, đại đức tuệ đức và chư tôn đức cũng như quý phật tử nào muốn tụng bài kinh trên thì xin thỉnh ngài. Nhưng trước hết không biết đại đức tuệ tri có trước bái không? Xin đại đức tuệ tri đọc cho đoạn này 3 lần chắc. Dạ, thỉnh đại đức tuệ tri. Dạ, kính đại lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc đoạn kinh Cách Đường Pháp Giới. Sapa Buddha Anuphavena Sapa Dhamma Anuphavena Sapa Sangha Anuphavena Buddha Ratanam Dhamma Ratanam Sangha Ratanam Tinnam Ratananam Anuphavena Chaturasiti Sahasa Dhamma Khantha Anuphavena Pitakataya Anuphavena Chinasavaka Anuphavena Na sape te roga sape te paya sape te antaraya sape te upatava sape te dunimita sape te avamangala vinasanto sapa puthanu pawe na sapa dhammanu pawe na sapa sanghanu pawe na putharatanam Dhamma ratanam sangharatanam tinnam ratananam anupavena chaturasiti sahasa dhamma khandha anupavena pitakataya anupavena chitasavaka anupavena sapete roga sapete paya sapete antaraya Sape te upatava, sape te dunnimitta, sape te avamangala vinasanto. Sapa bhutanupavena, sapa dhammanupavena, sapa sanghanupavena, bhutaratanam, dhammaratanam, sangharatanam, tinnam ratananam. Anupavena chaturasiti sahasa dhamma khandha anupavena Dakataya anupavena chinasavaka anupavena sapete roga sapete paya sapete antaraya sapete upatava sapete dunnimitta sapete avamangala vinasanto. Dạ, tiếp theo xin kính thỉnh đại đức tuệ đức ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tất cả đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Cát Tường Pháp Giới ạ. Sapa Buddha Anuphavena Sapa Dhamma Anuphavena Sapa Sangha Anuphavena Buddha Ratanam Dhamma Ratanam Sangha Ratanam Tinnam Ratananam Anuphavena Chaturasiti Sahasa Dhamma Khandha Anuphavena Pitakataya Anuphavena Chinasavaka Anuphavena Sappete Roga Sappete Phaya Sapete antaraya, sapete upatava, sapete dunimita, sapete avamangala vinasanto. Sapa buddha anuphavena, sapa dhamma anuphavena, sapa sangha anuphavena, buddha ratanam, dhamma ratanam, sangha ratanam, tinnam ratananam, anuphavena, chaturasiti sahasa, dhamma khandha anuphavena,
Nabi takata ya rupa we na china sa waka rupa we na sape te roga sape te paya sape te antaraya sape te upatawa sape te dunimita sape te awamangala winasanto sapa buddha nu fa we na sapa thamma nu fa we na sapa sangha nu fa we na putaratanang Amma ratanang sangkara tanang tenang ratananang anufawe na catura siti sahasa tamakan tanufawe Nabita kata ya nufawe na cinasa waka nufawe Na sapete roga sapete faja sapete antaraya sapete upatawa sapete donimita sapete awamangala winasanto. Dạ con xin hết ạ, con xin những mức đã cho đạo tràng. Bậc thiền sư về cái tuổi đức về cái tuổi thiền, không biết là quý Phật tử có vị nào đọc về kinh này nữa không? Nếu có thì xin mời, và mời cô Thanh Thủy. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc bài Sappaputta nuva we na sappathamma nuva we na sappasangha nuva we na buddha Karatanang tham maratanang sang karatanang pinang ratanang anupawe na yatura si tisas hasa tham makanta nupawe na putak Taya nupa we na chinasa waka nupa we na sabbe te roga sabbe te paya sabbe te antaraya sabbe te upadawa sabbe te dun dimitta sabbe te Awamangala Vinasantu. Dạ con đã đọc xong, con kính chưa đạo tràng, con kính thỉnh thỉnh thở rất đẳng. Cảm ơn cô Thanh Thủy. Dạ, dạ, dạ kính thỉnh, để kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tướng lĩnh sư phụ đọc cái bài kinh Sappabuddha nuvave na sabbathamma nuvave na sabbasangha nuvave na buddharatanang thammaratanang sangharatanang tinang ratananang anuvave na cuturasi tisahasa thammakantha nu pha ve na pitka taya nu pha ve na chinasa vaka nu pha ve na sa be te roga sa be te paya sa be te antaraya sa be te upadava sa be te dunimita sa be te avamangala vinasang tu ase sa to. Dạ con xin đọc xong bài kinh, mọi người kể. Dạ xin được hỏi có vị nào đọc nữa thì xin được mời trước khi chúng ta đi vào bài học. Một lần xin được hỏi có vị nào đọc bài kinh ngày hôm nay được không? Dạ. Dạ thưa quý vị, như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng có vị nào đọc tiếp. Thưa quý vị, trước khi mà trước khi chúng ta đi vào phần văn phạm bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn
nhắc quý Phật tử một điều. Đó là ngôn ngữ là một cái sự biến hóa. Một cái sự biến hóa vô cùng. Sự biến hóa vô cùng. Cái sự biến hóa này đó, nó thay đổi theo thời gian. Một cái từ vựng mà được hiểu cách đây 10 năm, 20 năm, không chắc là bây giờ họ hiểu như vậy. Nên chi ở trong xã hội Tây Phương, những cái từ điển mà có danh tiếng như từ điển Webster hay là từ điển Oxford chẳng hạn, họ thường tái bản lại, và họ tái bản và họ cập nhật những ý nghĩa của các ngôn ngữ. Và đặc biệt là những từ ngữ mà tới cách du nhập từ một cái ngôn ngữ khác thì lời xưa hiểu khác và bây giờ họ hiểu khác. Trong đó có chữ Niwa đó, Niwa đó chúng ta gọi là Niết Bàn. Ở trong tiếng Anh bây giờ nó được hiểu một cách rất là đa dạng, nhiều hình thái khác nhau. Và chữ Sangha chẳng hạn, chữ Sangha hồi xưa chấm gì là tăng già. Bây giờ chữ Sangha dịch là một cộng đồng, một community, một dịch là tăng thân và nhiều nhiều nghĩa khác. Mà tùy theo nhóm, tùy theo cái ảnh hưởng. Ví dụ chữ Sangha mà của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì nói khác, của Tây Tạng hiểu khác, của bên cộng đồng Zen họ hiểu khác. Chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận, và rất là cẩn thận. Và chưa có một cái cơ sở nào như là một viện hàn lâm mà đưa ra những cái chuẩn mực, những cái chuẩn mực về những cái chuẩn mực về ý nghĩa của cái ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ du nhập. Do vậy chúng ta, nó cũng giống như trong tiếng Việt Nam mà chúng tôi nói rằng ngày xưa chúng ta nói chữ vô tư nghĩa khác, mà bây giờ Việt Nam là chữ vô tư nghĩa khác. Thậm chí quý vị thấy có nhiều cái chữ bây giờ họ xài chữ báo cáo chẳng hạn, cái gì cũng báo cáo được. Ngày xưa chúng ta chỉ báo cáo là cái lời trình của cái người thuộc cấp, báo cáo lên cái người thượng cấp thôi. Dạ. Thì bây giờ cái chữ báo cáo có nhiều khi chỉ là xin được trình bày hay là xin được nói lên cái gì đó, họ cũng dùng cái chữ báo cáo. Hay hoặc giả là quý thầy, vì thấy hồi xưa chúng ta nói là cao cấp, cao cấp hay là tức là một cái viên chức cao cấp thì mình nói cao cấp, nhưng mà bây giờ thì chỉ cao cấp được dùng cho thức ăn cao cấp hay là một cái tour du lịch cao cấp, cái gì cũng cao cấp được hết. Nói chung là ngôn ngữ thì nó biến hóa lắm, nó xài theo thời gian. Chúng ta thích hay không thích thì chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận nó tự nhiên như vậy. Vì vậy nhưng bài học ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nhắc tất cả quý Phật tử là nó gọi là chuẩn mực thì nó không hẳn là chuẩn mực đâu. Nó không hẳn có gì chuẩn mực ở đây tại đây hết, mà có nhiều khi nó có một cách nói thông tục, nói một cách thường thức ở bên ngoài, theo cái giới hippie, hay là dùng như một cái slang người ta lại trong dân gian, nhưng mà từ từ ngày ngày nó càng trở nên phổ biến. Chúng tôi nhớ là ngày xưa những cái tiếng như tiếng lóng như là xế hộp hay là quái xế này đó là tiếng lóng thôi, không ai xài mà ở trong văn viết. Bây giờ những chữ đó lại được xài ở trong văn viết ở tại Việt Nam thì cái chuyện đó mình cũng phải chấp nhận. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua một phần nói về văn phạm của bài học ngày hôm nay. Ở trong phần văn phạm này, chúng ta bước sang một cái cách chia động từ. Mà cái chia động từ này nó hơi xa lạ đối với người Việt Nam, và đồng thời nó cũng có nghĩa là nó cũng có thể là tạo ra một cái sự nhầm lẫn với một
cách chia động từ khác. Đó là động từ khởi phát hay là động từ câu khiển. Yeah, câu khiển. Ví dụ như là chữ nấu, machati là nấu. Yeah. Bây giờ thì nó đổi sang cái dạng là ba chia tí hay là chia tí, ba cha pê tí chẳng hạn, thì có nghĩa là biểu ai nói hay là biểu ai làm cái chuyện đó. Thì nếu chúng ta không khéo mà khi từ cái bản tiếng Việt mà dịch ra tiếng Phạn đó, thì chúng ta lại thêm một động từ nữa. Thí dụ như người người cha bảo con cầm cái búa cho mình, mang đến cái búa cho mình, thì chúng ta sẽ dịch động từ là bảo, là ra lệnh, là một động từ. Cầm cái búa, chỉ cầm nó là một động từ khác. Nhưng mà không, ở trong văn phạm mà cái động từ cầu khiển hay khởi phát đó, thì cầm cái búa nhưng mà nó chia động từ, thì biết là cái đó không phải là anh A anh B cầm, mà cái đó là do được biểu làm. Thí dụ như ở trong Phạn ngữ có đối thứ chuyện là sát sanh, hay là biểu người khác sát sanh, hay là sai khiến người khác sát sanh chẳng hạn. Ở trong Anh ngữ thì người ta thường dùng cái cách này qua động từ to have hay to get. Yeah, to have, to get. Nó cũng là một cách chia causative trong tiếng Anh, nhưng mà hay là họ dùng một cái chữ let là hãy, yeah, hãy để cho người đó làm cái gì đó. Yeah. Nhưng mà từ ngữ này thường bị trùng lập, thường bị hiểu lầm với cái gọi là mệnh lệnh cách. Yeah. Mệnh lệnh cách, ví dụ như trong Anh nói là go, là hãy đi, go, đi là mệnh lệnh cách. Nhưng mà let's go, và yeah, let's go, cái đó là causative, cái đó chúng ta là cầu khiển hay là khởi phát. Thì khi mà người ta dùng một cái động từ mà chỉ động từ thôi, không có chủ từ đó, ở trong tiếng Anh đó, thì nó trở thành mệnh lệnh cách, và cái mệnh lệnh cách không phải là cái cầu khiển ở tại đây. Và trong tiếng Việt của chúng ta đó, thì khi mà mình muốn diễn tả cái cách cầu khiển hay là khởi phát, thì chúng ta lại thêm một cái động từ. Động từ là sai, là biểu, là khiến cho, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong tiếng Bali thì không có. Tiếng Bali là động từ rồi thì họ chia sẻ. Thì đó, quý vị cẩn thận. Thứ nhất đó, là cái hình thái cầu khiển đó, hay là khởi phát đó, nó không có trong tiếng Việt, hoàn toàn có tiếng Việt. Và chúng ta hiểu nó là một cách khác. Dạ, chúng ta hiểu là cách khác. Và điểm thứ hai là coi chừng khi mà chúng ta học điều này đó, chia sẻ cầu khiển này nó trùng với cái gọi là mệnh lệnh cách. Yeah. Để có được cái động từ được chia thành cái cầu khiển đó, thì người ta thêm vào động từ căn những chữ như là e hay là a giá, ap, ap giá. Và thỉnh thoảng đó, ngay cả động từ căn cũng có thay đổi cái nguyên âm, và lát nữa chúng tôi sẽ chỉ quý vị. Còn những cái đó là những động từ mà tận cùng bằng á, còn động từ căn rồi tận cùng bằng e hay là á giá đó, thì họ thêm vào chữ ap hay là ap giá để tạo thành thể cầu khiển. Bây giờ chúng ta thấy có những chữ là bát chát, và bát chát là nấu, mà cầu khiển thì dường như khiến người khác nấu, biểu người khác nấu, dạy người khác nấu, thì đó là ba chê tí, ba cha chát tí, ba cha bê tí, ba cha bá chát tí. Mấy chữ này quý vị sẽ gặp rất nhiều khi mà chúng ta học ở trong, chúng ta đọc vào cái các cái bản văn Phạn ngữ. Phun chát là ăn. Dạ, có chữ phô chê tí, phô cha bê tí. À, cái này hồi nãy chúng tôi có nói rằng thỉnh thoảng cái nguyên âm trong động từ căn được biến đổi để nhấn mạnh đó. Thì chữ phun chê, chữ phun họ biến chữ phô. Dạ, phô chê tí hay là phô cha bê tí. Dạ, quý vị thấy đó là ví dụ. Chô rê tí thì họ có hai dạng là chô ra bê tí và
Churabajati. Kinati và Kinabeti, Kinabajati. Karoti, Kareti, nó biến thành Karayapati. Dadati, Deti. Dạ, nó biến thành Dabeti, Dabajati. Như chúng tôi có đề cập đến quý vị một lần trước đây đó, là trong Phạn ngữ đó, đặc biệt là cái syllable hay là cái âm tiết đó, nó rất là cần ở trong những cái thể gatha, những cái thể kệ. Thí dụ có thể kệ 8 syllable, 8 âm tiết, có những thể kệ 11, có những kệ 21 âm tiết tùy theo cái thể kệ. Thì nó có một cái, nó có một cách để làm tăng âm tiết hoặc là giảm âm tiết là bằng cách là nhiều cái dạng chia khác nhau. Thí dụ chúng ta nói là kareti thì nó chỉ âm tiết thôi, kareti. Nhưng mà khi chúng ta nói karabayati, karabayati thì nó tới 5 âm tiết. Thì điều này đó, nó được sử dụng để nó tiện cho những cái chỗ mà phải đặt vào, để đặt vào. Quý vị thấy trong những cái thể kệ, nhất là thể kệ gatha của trong kinh, nó thường là 8 âm tiết hoặc là 11 âm tiết, thì những syllable nó phải liên lạc nên chia, nó mới biến dạng ra, có khi là 3 âm tiết, 4 âm tiết, 5 âm tiết. Đừng hỏi tại sao mà nó nhiều thứ, tại vì cái văn học mà gọi là văn vần, hay là những bản thánh thi, hay những bản trường ca, hay là thi kệ đó, nó đặc biệt rất phổ thông ở trong văn học Phạn ngữ. Và vì vậy văn học Phạn ngữ đó luôn luôn là nó có một cái sự linh động ở trong biến đổi động từ và danh từ. Nhưng mà riêng về động từ thì nó có nhiều cái khi mà người ta nói chuyện bình thường, nói chuyện bình thường văn xuôi đó, hay là trong văn bạch thoại, chúng ta nói là văn đối thoại, văn viết hay là văn nói và văn xuôi đó, thì cái chữ đầu được phổ thông hơn. Ví dụ như là ba chê tí, po chê tí, chorapê tí, kinapê tí, kare tí, dapê tí. Nhưng mà trong cái thể kệ gatha đó, nhiều khi người ta phải đổi thành một cái dạng khác để cho nó đủ cái âm tiết. Quý vị nên để ý điểm này. Chúng ta nên học cho biết, nhưng mà cái xài đó, nếu mà chúng ta viết vào văn xuôi thì chúng ta nên dùng cái chữ đầu tiên là tốt hơn. Bây giờ thì thưa quý vị, một điểm khác mà chúng ta cần chú ý, thí dụ mình nói mình biểu như là bây giờ người cha biểu người con đạo đức, thì cái đạo đức đó biểu người con, thì cái chữ người con á, người con phải là đối khách hay sở thuộc khách, như là bút tăng là đối khách hay là bút tên bởi người con, nó bắt buộc đi như vậy. Và khi mà chúng ta đọc một đọc vào bản dịch đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Dạ, rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta có một vài câu tiêu biểu. Amma, như chúng ta nói là amma đó là chủ cách, nữ tính là chỉ cho người mẹ. Dạ. Pakinim là con gái, Patang là Patang là gạo. Dạ. Chúng tôi phải thưa quý vị chữ này là người Việt Nam gọi là nấu cơm, nhưng mà người trong cái văn bản ngữ thì không nấu cơm, cơm thì đã được nấu rồi, thành ra chúng ta phải nấu bằng gạo. Chúng ta không biết dùng chữ cơm. Dạ, nhưng mà nấu gạo, nhưng mà khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt mà nghe nói nấu gạo nghe nó kỳ quái lắm, thành chúng ta phải nói nấu cơm. Nhưng thực sự cơm thì không cần nấu nữa, cơm chín rồi. Thành ra chúng ta dùng phát tăng. Bachapeti là biểu nấu, hay là dạy cho nấu, hay là ra lệnh cho nấu, hay là khiến người ta nấu. Nhưng mà ở đây chúng ta dịch gọn là sai, như người mẹ sai con gái nấu cơm. Dạ, sẽ nấu cơm. Pupalo là nhà vua. Dạ. Samane, Yachake, Yachake cha, Pochapesi. Dạ, Pochapesi. Dạ. Cái câu này
Cái câu này dịch ra tiếng Việt chúng ta dịch không có, không có, không có ổn, không có cách nào mà đúng và phạm hết ấy. Thí dụ như là chữ Punjati là ăn. Dạ, Punjati là ăn. Mà Samane Yajake, Samane là những vị sa môn đối cách số nhiều, Yajake là những người hành khất hay những người ăn xin cũng số nhiều. Và nếu mà đọc lót thoáng mà không có chia động từ á, thì chúng ta dịch là nhà vua ăn vị sa môn ăn những hành khách. Đâu ai dịch như vậy, không hiểu như vậy. Nhưng mà cái chữ Phunchabesi này là khiến, hay là nó chữ sai cũng không đúng. Yeah, bảo, tức là nhà vua bảo những người sa môn hay là bảo cách ăn, tức là cho ăn á. Dạ, những người cho ăn. Mình hiểu như vậy. Cái câu này khó dịch lắm. Nhưng mà đại khái chúng ta hiểu là Phunchabesi là khiến người ta ăn hay là biểu người ta ăn. Thì ở đây cái đối tượng mà mình khiến cho ăn đó, đó là các vị sa môn và những hành khách. Dạ, chúng tôi nói như vậy, quý vị cũng dịch sao, dịch sao nghe. Còn nếu mà chúng ta dịch là nhà vua cho những thầy tu và người hành khách ăn á, thì cái chữ cho đó nếu chúng ta dịch không khéo đó là chữ đa tí. Dạ, đa tí là cho. Dạ, quý vị thấy không? Nhiều khi mà mình đọc không cái câu mình hiểu trong tiếng Phạn nó như vậy, mình hiểu trong ngôn ngữ khác như vậy, dịch sang tiếng Việt không phải dễ. Dạ, đang dễ tiếng Việt. Trong này có nghĩa là nhà vua khiến cho những vị sa môn và hành khách ăn. Ý muốn nói là nhà vua dọn ra đó, nhà vua cho dọn ra rồi mời những người đã ăn. Nhưng mà ở đây họ dùng mấy chữ Phunchabesi. Dạ, Phunchabesi, nhà vua. Dạ, mấy cái này nhiều khi biểu mà dịch từ tiếng Việt mà sang tiếng Phạn Việt mà dịch rồi trang chát, rồi là đề huề, là từ chữ khó dịch lắm thưa quý vị. Dạ, khó dịch thành một câu. Dạ. Choro mite na kakachang chora be toa quan năng tha bi. Choro là tên trộm hay là đạo đặc. Sở dĩ chúng tôi bỏ cái, chúng tôi không dùng cái chữ tên trộm, tại vì ở sao chúng ta có chữ trộm á, thành ra mình dịch cho nó khác hơn là tên đạo đặc. Dạ. Mite na là bởi người bạn. Dạ, các cái chân là cái cưa, các cái chán là cái cưa. Chô ra bê toa và năng thà vi. Dạ, chô ra bê thà vi. Dạ. Chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi dịch thiếu, đã chạy vào rừng chưa quý vị? Đã chạy vào rừng. Và năng thà vi là đã chạy vào rừng. Quý chúng ta thiếu cái chữ vào rừng ấy nha quý vị nhé, chúng ta dịch thiếu. Tức là sau khi mà đã bảo người bạn, hay là đã khiến cho người bạn, hay là đã sai người bạn người ai, người bạn có thể là bạn cùng ở đêm trộm hay là người nào đó, thì đã chạy vào trong rừng. Ví dụ như ở bên Âu Châu bây giờ họ có một cái là họ đi cặp, họ đi một nhóm hay là đi một hai ba người. Một cái người đó là phụ trách là đánh lạc hướng mình để mình không có chú ý, và người khác ăn trộm vali mình, hai người họ phối hợp với nhau, thì cái người nói chuyện với mình đó, họ đánh lạc hướng rồi họ để cho người kia lấy vali của mình, thí dụ vậy. Và ở trong trường hợp này, tên đạo đặc đã chạy vào rừng sau khi bảo người bạn trộm cái cưa. Dạ, choro mitena kakachang chorape toa và năng thảo vi. Becho butena apanamha kirang kinabesi. Becho là vị y sĩ. Kinabesi là khiến cho mua, hay là sai mua, hay là bảo mua, đi mua. Dạ. Butena bảo ai? Butena đây là sử dụng cách, hay là sử dụng cách của Buddha, là con trai, bởi đứa con trai. Dạ. Apadamha là từ chợ. Dạ, khi đó là sữa. Dạ.
là người vị y sĩ sai người con mua sữa từ chợ. Quý vị đọc câu này quý vị thấy rằng không có cái chữ sai, không có chữ bảo, nhưng mà đó là bảo mua hay sai mua đó. Thì chúng ta chỉ nói là kina bê xí thôi. Đó là tại sao trong cái văn phạm mà mình phải hiểu và mình hiểu, chứ mình không thể dịch từ chữ được. Dạ, nếu dịch từ chữ mà không hiểu văn phạm gì trật hết về cái này thì quý vị. Câu tiếp theo là Upasaka là từ chữ Upasaka. Upasaka thường là nam cư sĩ, hay là Upasaka là Upatak. Nhưng mà chưa chắc quý vị như vậy, là rất nhiều trường hợp ở trong kinh dùng một động từ, dùng một danh từ nam tánh mà chỉ luôn cho nữ tánh luôn. Thành ra chữ Upasaka ở đây đó không nên hiểu là Upasaka, không nên hiểu là những thiện nam, mà nên hiểu là những thiện tính, tức là bao gồm cả nam nữ luôn. Nó có nhiều trường hợp trong ngôn ngữ đến như vậy. Thành ra về trường hợp này chúng ta phải cẩn thận. Những cư sĩ. Amacha ở đây là quan thượng thư hay là các vị quan. Ở đây là một vị quan, là bởi vị quan. Samana năng là cho những vị tu sĩ. Samôn. Viha răng là tịnh xá. Karabesung là làm, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là tạo dựng. Làm hay là tuy là chữ karotik, nhưng mà khi chúng ta không dịch chữ làm, làm mà làm với tịnh xá thì chúng ta tạm dịch là làm chùa. Làm chùa. Những thiện tính khiến cho vị quan làm chùa cho những vị tu sĩ. Làm chùa hay là xây dựng tịnh xá cho các tu sĩ. Rồi câu tiếp theo là Yuvati Fatiniya Acharya Samuvalang Nabetwa Sipang Ukanhi. Yuvati ở đây chỉ cho người phụ nữ mà không có gia đình. Người phụ nữ không có gia đình. Ở đây nó có nhiều chữ lắm thưa quý vị. Nó có nhiều chữ đi chỉ người nữ, nhưng mà căn bản chúng ta tí đó là người phụ nữ chưa chồng. Người phụ nữ chưa chồng, chúng ta tạm dịch là thiếu nữ thôi. Chứ thực sự chúng ta tí nghĩa là như ở trung tâm có chữ maiden vậy đó. Maiden là người phụ nữ chưa chồng. Pakiniya. Pakiniya là bởi người chị. Ariyasa. Acharyasa là thầy, hay bị giáo sư, hay là bị thầy dạy học. Mula. Mula tiền bạc. Tiền. Dabetwa. Dabetwa là sau khi bảo đưa. Sau khi bảo đưa. Cô tức là thiếu nữ bảo người chị đưa tiền cho vị giáo sư, tức là cho tiền vị giáo sư, tức là trả tiền công, trả tiền học. Sipang. Sipa là môn học, học thuật. Sipa ukanhi là đã học cái ngành nghề, học cái môn gì đó. Và học sipang ukanhi, ví dụ như đi học nghề, học chữ, học cái gì đó, chữ sipa. Sau khi bảo người chị đưa tiền cho vị thầy, thiếu nữ đã học môn học. Dịch cái này thì nghe nó lủng cục lắm. Ở trong tiếng Việt ta mà nói đã học môn học nghe kỳ quái. Nhưng mà mình phải học dịch, mình dịch hết hết cái câu Bali. Tại quý vị đừng lấy mấy cái câu văn này là câu văn bình thường mà. Tại vì mình có chữ ship văn Úc Canh thì mình phải dịch tạm như vậy. Pramano Chorang. Pramano là bị Bà La Môn hay là Phạm Trí.
ông Bà La Môn. Chô răng thì chữ chô rá là người ăn trộm, hay tên đạo tặc. Chô rê ná cũng là tên trộm nên đạo tặc. Quý vị thấy là chô răng là đổi cách, chô rê ná là sở thuộc cách, ấy là sử dụng cách. Thì cả hai cách này đều đi sau cái danh từ cầu khiển, ở động từ cầu khiển hết, đi sau động từ khởi phát hết. Cả hai cái đều xài được. Dạ. Sát chăng là sự thật. Phát xê bê tung nói. Dạ. Qua gia mí là cố gắng. Dạ. Cố gắng để khiến kẻ trộm nói ra sự thật. Cố gắng để kẻ trộm nói ra sự thật. Cái cách chia mà động từ cầu khiển hay là động từ khởi phát này đó, là quý vị phải đọc trong cái các bản kinh nhiều thì chúng ta mới hiểu được cái xài nó. Còn bình thường chúng ta rất là dễ đưa trong động từ như là động từ nói, động từ sai, động từ bảo, động từ điều khiển vân vân. Nhưng mà kỳ thật thì nói như vậy nó dài dòng. Ở đây người ta chỉ chia một cái động từ thì cho thấy rằng sát sanh biểu người khác sát sanh, bố thí biểu người khác bố thí, thì nó cũng động từ bố thí hết, động từ sát sanh hết mà họ chia ra. Bây giờ quý vị sau những câu tiêu biểu, thí dụ tiêu biểu đó, thì chúng ta bước sang cái phần bài tập. Ở đây chúng ta dịch ba câu dịch thành tiếng Việt, rồi ba câu dịch sang tiếng Bali, còn lại ba câu khác quý vị dịch. Nếu còn thời giờ thì chúng tôi có vài điều muốn nói thêm quý vị trong bài học ngày hôm nay, một vài việc. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Amba samadehi asapure putte anusas sabesi. Yeah. Anusas sabesi. Amma, người mẹ. Samadehi là sa môn hay các vị tu sĩ. Asapurise putte. Buddha là con trai, những đứa con trai. Dạ, những đứa con trai. Asapure tức là tiếng Thụy Sĩ là phi dân nhân, hay là ở đây nghĩa là ác xấu hay sai quấy. Dạ. Cái động từ là anusasapesi tức là khiển trách hay là nghiêm huấn. Dạ. Người mẹ ở đây chúng ta dịch chỉ nhờ đi, hay là dịch bảo hay là khiến thì nghe nó kỳ lắm. Người mẹ nhờ các vị sa môn, các vị tu sĩ. Dạ. Nghiêm huấn những đứa con trai sai quấy của mình, hay là người mẹ nhờ các vị tu sĩ răng dạy những đứa con ác xấu của mình, thì dạ, tùy theo chúng ta chỉ ác xấu cũng được, sai quấy cũng được. Quý vị nhớ là Purisa là con người, Asapurisa là người tốt, Sapurisa người tốt, mà Asapurisa là người không tốt là bất hảo. Chúng ta sẽ nói như vậy là người mẹ nhờ những tu sĩ răng dạy những đứa con bất hảo của mình, những đứa con trai bất hảo của mình. Yeah. Những đứa con trai, quý vị, những đứa con trai, quý vị, cho chị đứa con trai, chị Bút Tê, đây là những đứa con trai, xin lỗi quý vị.
Câu số 2. Tum he manusse pi lente chore amanta be toa ovadatha. Dạ, ovadatha. Tum he là các anh. Manusse, manusa là người. Bị lên thế là đàn áp hay là bức bách, cứ vì trời chúng được chính thương chô rê là những người ăn trộm. Amanta bê toa ô và đặt thả. Dạ, cái câu này nó dài dọc với quý vị là bạn câu này rất là câu này rất là ok là bạn tập hợp và khuyên dạy những người ăn trộm đã bất hại dân chúng. Dạ, chỉ mà nếu xá ở đây là người, nhưng mà chúng ta dịch là dân chúng, tức là các bạn. Xin lỗi quý vị, dùng chữ các bạn. Quý vị dịch, chúng ta dịch lại nha. Các bạn cho gọi hay là triệu tập, cho gọi và khuyên dạy những người ăn cướp đã bắt hại dân chúng. Dạ. Các bạn đã cho gọi và khuyên bảo những thổ phỉ đã bắt hại dân chúng. Dạ. Cái câu này nó dài quý vị. Cái nhiều khi mình dịch sang tiếng Việt mình dịch cũng khó gọn lắm. Chứ để Đức viết ra kịp hậu sinh. Yeah. Rồi. Cái chữ mà đang bất hại đó thì... chỉ đang ở đây mình phải rất là cẩn thận. Ở đây không có chỉ đang, không có động từ, không có cái thời hiện tại. Tức là những người những bọn thổ phỉ mà bức hại dân, bắt hại dân chúng á, và bạn gọi và hay là các bạn gọi và khuyên rằng những thổ phỉ đã bắt hại dân chúng. Chỉ đã đúng hay chỉ đang? Dạ, đã bức hại. Dạ, hay là bắt hại, gọi là bức bách á. Dạ, đã bức hại hay là bắt hại. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta dịch qua câu số 3. Venicho là bị thương buôn. Kasakena là bởi những nông dân. Rukhe là cái cây. Chindabe toa là chặt cây. Sakatena là bằng chiếc xe. Nakrang là phố. Nê toa là mang đến
Bikini, bikini là bán. Dạ. Những tức là người thu buôn bảo người nông dân đúng cây rồi chở vào chợ bán bằng xe. Dạ. Chở vào chợ bán bằng xe. Đại khái như vậy đó. Là vị thương buôn, vị thương buôn bảo người nông dân chặt những cái cây rồi chở vào phố bán bằng, hay là chở bằng xe vào phố để bán, và vào trong phố để bán. Vì là như vậy nha. Và vị thương buôn và đã bảo người bảo những nông dân, bảo người nông dân, vị thương buôn bảo người nông dân chặt cây và chở bằng xe vào trong phố bán. Dịch như vậy để quý vị dễ dịch ra. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pali. Kẻ hung ác sai con trai bắn chim. Bây giờ kẻ hung ác dịch là Asapuriso. Dạ. Asapurisa là phi chân nhân, nhưng mà Asapurisa thì chúng ta dịch là kẻ hung ác. Dạ, kẻ hung ác sai những sai con trai. Sai con trai là Butena. Dạ, Butena bắn con chim Sakurang. Sakunang là con chim. Vichapeti. Ok. Asapuriso. Dạ, Butena Sakunang Vichapeti. Dạ, quý vị qua nghỉ chơi chút xíu. Dạ. Hello, chị Pháp Luân đi. Hello. Yes. I'm sorry, ma'am. I'm in the class now. Can I call you back later? After 3 hours? Yes. Okay. Thank you very much. Da Asapuriso Butena Sakunang Vichapeti. Chữ Vichapeti, cô biết đúng gì? Chữ Vicha đó. Vichapeti như một... như một chữ hát. Dạ, những quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Quý cha về tí. Chúng quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Quý cha về tí là sai bắn á. Sai bắn. Dạ, Vichapeti. Dạ, sư tự đi không khi bỏ bước chữ hát. Vichapeti. Dạ rồi, câu thứ hai là những cư sĩ mời vị sa môn thuyết pháp. Dạ, quý vị thấy mà ở đây rất là dễ. Thí dụ như mình mời á, là mình phải dùng thêm một động từ mời nữa, nhưng mà không. Ở đây đó, tức là mình chỉ dịch là đê sa tí là thuyết pháp, và đê sa phê san tí là mời thuyết pháp hay là bảo thuyết pháp. Ở đây chúng ta dùng chữ thỉnh thuyết pháp. Vị cư sĩ thỉnh vị sa môn thuyết pháp. Những cư sĩ thỉnh sự là Upasaka, những cư sĩ Samane đó là vị sa môn. Tham mắng Desapesanti, tức là những cư sĩ thỉnh nhà sư hay thỉnh vị sa môn. Desapesanti, dạ, thuyết pháp. Desapesanti, cảm ơn. Bây giờ câu số 3.
Câu số 3 là những phụ nữ bảo các con của mình đảnh lễ chư đệ tử Phật. Và những phụ nữ Nari, Nari là phụ nữ, Nariyo là những phụ nữ. Butehi, Butehi là những đứa con. Wandapinti, Wandati, Wandati là đánh lễ, Wandapinti là bảo đánh lễ, Wandanlễ. Đệ tử Phật á, là Buddhasa Savake, dạ, Buddhasa Savake. Thì ở đây là Nariyo, Buddhena Buddhasa, Navake, Wandapinti. Dạ, dạ, Buddhi, Buddhasa Savake, Wandapinti. Wow, tốt quá, cảm ơn sư thầy Đức. Đó là những phụ nữ bảo các con của họ đảnh lễ chư đệ tử Phật. Như vậy là chúng ta xong ba câu dịch từ tiếng Việt sang tiếng Bali, còn ba câu lại Phật tử còn nghĩ làm cho. Quý Phật tử còn nghĩ chờ chúng tôi một chút xíu nha, chờ chúng tôi một chút xíu. Chào quý Phật tử, có quý Phật tử nào nghe chúng tôi nói được không hả? Dạ vâng. Thưa quý vị, sau phần bài tập, những giây phút còn lại thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý Phật tử một vài điểm về bài học kỳ hôm nay. Tất cả chúng ta khi mà học vào bản kinh tiếng Phạn đó, thì chúng ta nên nhớ một điểm là thời gian đầu mà chúng ta đọc thì chúng ta nó hơi rối một chút. Một ở trong những cái rối của tiếng Phạn đó là bởi vì những cái biến thể của danh từ và động từ
biến theo cắt, biến theo thì. Và những biến thể này nó làm cho cái mặt chữ chúng ta hơi lạ, nhất là những cái dân tộc mà nói ngôn ngữ một cái đơn âm giống như là Trung Hoa hay Việt Nam hay Nhật Bản đó. Chữ nào nó ra chữ đó. Thí dụ như nói là mẹ gọi con, hay là con tìm mẹ, hoặc là tình thương tìm ở mẹ, thì cái chữ mẹ nó không thay đổi. Chúng ta chỉ dùng cái chữ chữ tìm ở mẹ, hay tìm nơi mẹ, hay là nói với mẹ, vân vân, thì chữ mẹ nó không thay đổi. Nhưng mà trong tiếng Phạn đó, thì chúng ta biết rằng như chữ mata hay chữ amma là amma là mẹ đó, thì nó lại biến cách nhiều thứ. Thật ra khi mà chúng ta mới học tiếng Phạn đó, thì mình nhìn mặt chữ tương đối lạ, tương đối lạ. Và về điểm này đó, thì tất cả chúng ta cần có một chút kiên nhẫn với bản thân của mình. Không phải là mình học một lần, một ngày, một bữa mà mình quen thuộc liền. Ngay cả những vị mà đã học lâu năm á, mà nhiều chữ còn phải tra tới tra lui. Và chúng tôi nhớ có lần chúng tôi gặp Ngài Bồ Đí để hỏi Ngài Bồ Đí về những cái khó khăn ở trong dịch Phạn ngữ đó. Thì Ngài nói rằng ở trong Phạn ngữ có những cái hình thức biến thể mà ít xài, ít dùng, và mình hoàn toàn không cách nào nhớ được hết. Tới khi mình gặp cái chữ đó nó lạ quá, là mình phải tra 5-7 cách tra. Và trong 5-7 cách tra đó, đôi khi mình phải đối chiếu. Và Ngài Bồ Đí này cũng nói rằng có nhiều khi Ngài cũng phải viết thơ, Ngài hỏi các vị trưởng lão ở tại Tích Lan, hay là những vị ở tại Ấn Độ, mà Ngài hỏi cái đoạn đó, cái chữ đó là cái hình thái nó như vậy, trong cái câu đó thì như thế nào. Và nhiều khi Ngài nhận cái sự trả lời đó, thì Ngài nói nó rất là bổ ích, nhưng mà phải tra đi tra lại cực lắm. Thật ra chúng tôi nói đó là một vị mà học giả, một vị họ gọi là bậc thầy học trong ngành đó, mà đôi khi còn khó như vậy. Và đặc biệt á, ví dụ như trong tiếng Việt Nam của chúng ta, thì cái văn nói và văn viết đó, nó có một cái sự tách biệt rất là quan trọng, khác biệt. Có những chữ mà chúng ta chỉ xài trong văn viết và của văn nói, có những xài chúng ta trong văn nói và của văn viết. Chúng tôi thú thật quý vị là người Việt Nam, chứ nhiều cái chữ ở trong tiếng Việt mà chúng tôi ngờ ngợ hỏi chúng tôi không biết là biết sao cho nó chính xác. Thí dụ như họ nói rằng ăn mắm và rau, thì có người họ cãi nhau chữ già đó là viết và là vi, tức là en đó, chúng ta là en là ăn bún với rau. Nhưng có nhiều người không đồng ý, họ nói bún và rau, chữ già là lùa, lùa là đưa vào, mà cái qua cái lại cũng khó không biết thế nào, tại vì cái chữ đó không có quen thuộc ở trong văn viết, và mình ít bao giờ thấy, mà nghe người ta nói ở bên ngoài thì nhiều. Vì vậy thì trong cái văn học của Phạn ngữ là văn học truyền khẩu, ngoại trừ ở cái thế giới mà gọi là rất là trao chuốt của tiếng Sanskrit. Khi nãy chúng tôi có nói đến là trong cái ngôn ngữ Ấn Độ họ chia làm hai loại chữ gọi là Sanskrit và Prakrit. Sanskrit là tên của cái ngôn ngữ mà ngày nay chúng ta gọi là Bắc Phạn, nhưng mà đúng cái nghĩa chữ Sanskrit có nghĩa là trao chuốt, văn vẽ hay là diễm lệ. Thì cái ngôn ngữ trao chuốt văn vẽ này đó là tương đối là nó có chuẩn mực, và những cái ngôn ngữ của quần chúng, ngôn ngữ phổ thông ở bên ngoài, nó gọi là Prakrit. Prakrit là phương ngữ. Thì cái phương ngữ đó nó lại không có vẽ một lằn ranh rõ ràng giữa cái mà chúng ta gọi là văn viết và văn nói.
quý Phật tử nào mà nghe Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng nói về cái kinh Bổn Sanh, và đặc biệt là trong sớ giải kinh Bổn Sanh, thì Hòa Thượng nói cái, ở trong bản dịch rất khó lắm, khó đọc lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì trong cái bản sớ giải kinh Bổn Sanh thì họ ghi lại cái văn đối thoại rất nhiều, và cái văn đối thoại nó mang tới cái văn nói, thành ra cái chữ chính những nó cổ mà cái hành văn văn của nó lạ lùng lắm. Và cái hành văn đó chúng ta gọi là hành văn của Prakrit, tức là mình nói sao viết vậy, mình nói sao viết vậy, và nó cũng tùy miền miền, tùy địa phương. Và khi mình nói tới phương ngữ là Prakrit thì nó có nhiều thứ phương ngữ, và do vậy có nhiều người họ lầm tưởng chữ Pali có nghĩa là viết từ chữ Prakrit mà ra. Không, Prakrit không phải là Pali. Pali là điển ngữ, là ngôn ngữ chép kinh. Và có nhiều vị nói là Pali từ chữ Pali tí có nghĩa là hộ trì, tức là bảo vệ, hộ trì tức là giữ kinh điển, lưu giữ kinh điển hay là bảo lưu. Thì nói cái nào cũng được, nhưng mà Pali không, Pali một thứ Prakrit, nhưng mà Prakrit không phải là tiếng Pali. Không, mà Prakrit là bao gồm nhiều cái ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ khác nữa. Và khi mà mình học mang tính cách nghiên cứu ấy, thì chúng ta không nên chủ quan. Dạ, không nên chủ quan, tức là cái chữ đó mình nghĩ là nó chỉ có một nghĩa thôi, mà mình phải tra, và phải tra, phải so sánh đối chiếu với rất nhiều chữ. Chúng tôi rất là sợ cái cách học mà chúng tôi xin lỗi tạm gọi là tam thiên tự, tức là thiên trời địa đất, thất mất tồn còn, tử con tôn cháu lục sáu, tức là mình học một chữ ra một nghĩa, nhưng thực sự một chữ nó có một nghĩa, một chữ nó có nhiều nghĩa lắm. Và nếu một chữ mà nó chỉ có một nghĩa thôi mà học như vậy lâu ngày đó, thì cái đầu óc của chúng ta rất là nghèo nàn khi mà đọc các văn bản. Mà phải nhận rằng ở trong tiếng tiếng Phạn đó thì nó phong phú về từ vựng lắm. Có một lần nào đó mà chúng tôi đọc một cái bài viết, cái bài viết đó họ nói về về cái chữ chết ở trong tiếng Việt, như là quy tiên, như là mãn phần, là mệnh chung, là qua đời, là băng hà. Mà người Việt Nam phải có nhiều chữ nói về chết lắm, và họ liệt kê mấy chục chữ. Thì ở cuối câu họ có nói rằng có một cái ông ngoại quốc học tiếng Việt, học ông nghe liệt kê bản học hết, ông lăn ra ông chết luôn, tại mệt quá, nghe xong mệt quá chết luôn. Đó là khôi hài. Nhưng mà trong tiếng Phạn thì thật ra thì rất là nhiều cái danh từ mà nó gần nghĩa hay là đồng nghĩa, nó tạo nên một cái thế giới đầy cái ý nghĩa mà nó gần gần, nó mang máng với nhau. Như quý Phật tử mà học học kinh mà nghe chữ là thức tri, tưởng tri, tuệ tri, thắng tri, liễu tri, rồi nội tri giải thoát, chúng ta cũng có nhiều chữ giải thoát. Nội cái tham, cái ái, cái dục nó cũng có nhiều chữ, chỉ một trạng thái. Mà để mình phân biệt nó khó rồi, và nó khó thì chúng ta phải ở trong cái giới đó, phải học, phải sử dụng nhiều thì chúng ta mới nhận ra được cái, phải có cái sự tinh tế mới thấy rằng cái này nó khác biệt với cái kia. Bây giờ chúng tôi thưa quý vị rằng như hồi nhỏ chúng tôi mới vào chùa đã nghe sư trưởng nói trong một bài pháp, sư trưởng nói giữ tâm ý thức, và tâm là citta, ý là mana, tức là nguyên nhân đó, thật ra đồng nghĩa với nhau. Thì sư trưởng nói như vậy cũng không có sai, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta dùng cái chữ tâm ý thức đó, nó ở trong nhiều cái ngữ cảnh khác nhau. Và giống như chitta gì là tâm, thì cái chitta đó nó lại bao gồm cả thọ tưởng hành thức. Dạ, chích tá còn tưởng hồi tưởng. Nhưng mà khi nó nguyên nha ná đó, có nhiều khi nguyên nha ná nó chỉ là thích thôi, chứ nó không bao gồm thọ tưởng hành. Dạ, hay là có khi chúng ta dùng cái chữ tâm ý thức. Dạ, tâm ý thức, ba chữ đồng nghĩa, nhưng mà khi mình gộp lại thành một cụm từ tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, rồi tới tâm ý thức, thì trong cái chữ tâm ý thức, cái chữ tâm nghĩa khác, mà ý nghĩa khác, thức nghĩa khác. Do vậy chúng tôi nhắc với vị Phật tử một điều đó là
khi mà sử dụng danh từ Phạn ngữ đó để có sự tinh tế đó, là chúng ta phải lắng nghe, phải có độ nhìn thật thoáng, và đồng thời là phải lặn lội, phải học nhiều và phải đọc nhiều. Chứ nếu chúng ta chỉ đọc đại khái, đọc qua rồi lấy chữ nào ra từ đó, đó thì cái đó mệt lắm, dịch cái đó dễ sai, dễ chúng ta gọi là dễ đổ nợ lắm. Luôn luôn là chúng ta bị cái sự thách thức về ngôn ngữ. Tuy nhiên nó cũng có một điều mà tương đối là thoải mái cho quý vị học, đó là chúng ta đang học một môn cổ ngữ. Cổ ngữ là một cái môn học mà vốn nó đã không có còn phát triển theo thời gian nữa, và nó đóng khung. Chúng tôi gọi là đóng khung, tức là nó dừng lại. Dĩ nhiên là sau khi Đức Phật ngày viên tịch thì đến thời Vua Á Dục, hay đến thời ngày Bút Thất Khô Xá sau này đó, thì khi mà ngày Bút Thất Khô Xá ngày sang định lại cái bản sứ giải, cũng như là ngày viết những tác phẩm như là Thanh Tịnh Đạo vân vân, thì cái ngữ pháp nó khác với cái ngữ pháp mà chúng ta học thời Đức Phật còn tại thế, cũng có khác biệt. Nhưng mà tiếng Pali giờ mà chúng ta đang học đó là một cổ ngữ căn bản, nó không có thay đổi nhiều nữa. Dạ, nó không thay đổi nhiều. Nó dễ hơn là những cái gọi là sinh ngữ. Sinh ngữ khác, cổ ngữ là sinh ngữ đó, là tiếp tục được sử dụng và tiếp tục biến dạng, biến nghĩa theo thời gian. Là đó, bây giờ thì chúng ta tạm gọi là nó đâu vào đó rồi. Nó cũng dễ chứ nó không có khó khăn. Dù sao đi nữa đó, thì chúng ta nên đặc biệt lưu ý một điểm là bài học ngày hôm nay trong cái phần mà Bali vui để học đó, chúng tôi có nhắc một số chuyện mà nếu quý Phật tử lưu tâm sẽ để ý là Phạn ngữ đã đi vào trong khi thế giới của Anh ngữ. Anh ngữ bây giờ là một cái ngôn ngữ phổ thông khắp cả thế giới, mà đôi khi cái tiếng Anh đó nó dùng những cái chữ Phạn mà chúng ta phải đặc biệt rất ư là cẩn trọng, và rất ư cẩn trọng khi mà chúng ta xài. Nếu quý Phật tử nào mà nói chuyện với người Mỹ và những thành phần mà New Age, những người trẻ bây giờ, những người mà ngày xưa chúng ta gọi là phong trào hippie rồi đó, thì họ dùng cái chữ Nirvana, Nirvana chữ Niết Bàn, trong cái ý nghĩa đôi khi ý nghĩa nó rất là khác với cái ý nghĩa thường của chúng ta xài. Ví dụ ý nghĩa đó là một cái trạng thái cực phê. Thí dụ như họ hút không cần sa ma tí vô, họ cảm thấy họ phê quá thì họ đã đặt trạng thái Nirvana. Cách nói thông tục bên ngoài thôi, nhưng mà nó lại có ảnh hưởng trong văn hóa. Hay là đôi khi họ có những cái cơ sở thương mại mà làm cái gì đó mà nó muốn tác động đến cái xưa thích người khác, họ dùng chữ Nirvana là cực lạc. Và như trong tiếng Anh chúng ta dịch là một thế giới hoàn hảo, là Utopia chẳng hạn. Thì quý vị biết rằng những cái cách xài như vậy, cách sử dụng như vậy đó, nó không nên là cái chuẩn mực để chúng ta học Phạn ngữ. Và kể cả những cái từ vựng mà trong tiếng Việt xài đó, nó cũng không đi dịch. Nhưng chúng tôi có nhiều lần chúng tôi hay từ đầu từ siêu có trình bày với quý vị là chữ nghiệp và chữ phước ở ngoài ta xài hàng ngày đó, thì chữ nghiệp chữ phước đó, nó rất là xa nghĩa với cái chữ nghiệp và chữ phước ở trong đạo Phật, phải chú ý nha. Và mình phải chú ý về chữ đó, và nhiều chữ lắm, mặc dù thấy chữ đó được dịch ra đó nhưng mà nó lại khác, và cái khác đó chúng ta nên cẩn trọng. Dạ, nên đặc biệt rất là cẩn trọng. Hay là trong Anh ngữ mà bây giờ người ta có một cái chữ guru, guru là tiếng Phạn mà ra. Guru trong tiếng Phạn là bậc thầy, là một bậc chữ guru nghĩa là thâm trọng và cao trọng, và nghĩa là đáng trọng, bởi vì vị đó là người có cái tầm cỡ về kiến thức. Vì đó đáng trọng là tầm nghĩa, vì cái ân để dạy mình, vì guru mang nhiều nghĩa. Nhưng mà ở trong tiếng Anh bây giờ chữ guru họ nghĩ là một chuyên gia. Và thí dụ như một vị chuyên về thị trường cổ phiếu, vị đó là một guru ở trong cái về stock chẳng hạn. Thì đôi khi cái nghĩa này nó hiểu lệch qua nghĩa nghiêm túc, rồi hiểu lệch lâu ngày đó nó trở thành một cái nghĩa hiểu nghĩa hoàn toàn khác. Chúng ta nên rất ư là cẩn trọng về điểm này. Trong cái môn học Phạn ngữ ở tại đây thì chúng tôi thưa rằng chúng ta đang học về một cổ ngữ,
Và cái chuẩn mực của tâm của tiếng Pali ở đây là lấy từ Tam Tạng kinh điển Pali. Dĩ nhiên Tam Tạng kinh điển Pali không phải là cái chữ mà xài hoàn toàn giống như là ở bên ngoài. Thế như chúng ta nói chữ tapa của người Bà La Môn giáo là sự thiêu đốt, hay là khổ là ngồi ở ngoài trời ở dưới ánh nắng nóng, trần truồng ở dưới ánh nắng, nó gọi là tapa. Ở trong đạo Phật thì Đức Phật dùng chữ tapa nghĩa là sự thiêu đốt ác pháp, chỉ cho chana, chỉ cho thiền định. Khi mà chúng ta đọc vào, chúng ta phải hiểu cái ngữ cảnh nằm ở đâu và ở đó nó đoạn gì. Dù sao đi nữa, thưa quý vị, đây là một thời đại mà chúng ta có rất nhiều tư liệu để tham khảo. Chúng tôi tin rằng với một thái độ thoáng, một thái độ khách quan và một cái tinh thần rất là nghiêm túc thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều những cái lỗi trong dịch thuật. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng muốn nói lời sau cùng trong buổi học ngày hôm nay trước khi kết thúc, đó là mỗi ngày chúng ta học một ít nước nhỏ lâu ngày thì sẽ đầy bình. Cái quy tắc học của chúng ta luôn luôn là như vậy, không phải chỉ một ngày một bữa, một cái giáo trình hay là một lớp nào đó mà giúp chúng ta đến chỗ hoàn toàn. Nhưng mà từ chỗ xa lạ đến chỗ thân quen, từ chỗ thân quen trở nên thành thạo, từ chỗ thành thạo trở nên chuyên nghiệp thì nó là những điều rất là dễ dàng xảy ra, chứ nó không khó khăn như chúng ta nghĩ. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và bị giảng sinh là trường tập pháp tật. Đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giáo. Sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thần tài giác đẳng đã đúc kết bài học ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con xin kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.